Dạ, mình chào bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn và nhà vườn Vân Giang nha. Hôm nay vườn Vân Giang giao lưu một số cây tông đế to bự cao nha bà con, nhiều màu, đặc biệt là có hoàng kim ba màu, một số ngũ sắc cam thạch. Sau đây mời bà con và các bạn cùng giao lưu ạ. Rồi chào bà con ở miền Tây Bắc gần xa, chào anh Liêm. Số hoa giấy cẩm thạch, bin bát nha cả nhà, mấy dòng đổi màu, tiểu Ấn Độ Modogin là mấy màu hoàng kim ba bốn màu cả nhà, giao lưu phục vụ cả nhà mình ha. Đầu tiên là mã số 1 cả nhà mình đây, là cẩm thạch ba màu ha, thạch tím, cẩm thạch trắng và cẩm thạch cầu vồng nha cả nhà, ba màu cẩm thạch ạ. Chiều cao là 80, ngang là 57 ạ. Phần cổ đây là 19 hơn cái nhà mình đây. Rồi, cái này xin giao lưu cái nhà mình là 360k cái nhà mình đây. 360. Trên mã số 1, cẩm thạch 3 màu ha. Góc như trên hình nha cái nhà. Lắc lượng gì cục gì không biết cả làm sao nữa. Mã số 1, 360 à, cẩm thạch 3 màu. Thế mã số 2, lên cái dòng Modulin cái nha. Cây đang nụ đổi màu nha bà con. Này Modulin mới cây nước hai gọn gọn ha, đang búp cao là 68 ạ. Ngang đây là 32. Vành cổ đây 12 cái nhà mình đây. Đó, đế này cũng tàn chưa có hùng đế gom ha, gọn nha. Mã số 2. Cái này xin giao lưu cái nhà mình là 200 70k cái nhà mình đây. 270 cho một em Modogin ạ. Mã số 2 ạ. Rồi, tiếp tục mã số 3 Modogin luôn cái nhà mình đây. Ở Modogin đang búp nha cả nhà. Cao là 70. Ngang là 40. Mình cổ đây 12 hơn ạ. Mã số 2 cái nhà Modogin. Cái này em xin giao lưu cái nhà mình là 270 luôn cái nhà mình đây. 270 cho cây Modogin đó mà. Modogin đổi màu, mã số 3. Mã số 3 cả nhà. Cái dòng đổi màu là Ấn Độ, mã số 4. Đó, đế này bự ha. Tiểu Ấn Độ. Số 4 tiểu Ấn Độ cả nhà. Cao tới đợt là 85 ạ. Ngang là 50. Mình cổ đây 20 cái nhà mình đây. Đấy, bự gom gom như trên hình nha cả nhà. Rồi. Cái này em xin giao lưu cái nhà mình 350k cái nhà mình đây. 350 cho em tiểu Ấn Độ hoa đổi màu ha. Mã số 4 ạ. Giờ tới mã số 5. Tê cẩm thạch binh bát nha cả nhà. Mã số 5. Cẩm thạch binh bát. Cao là 60. Ngang đây 40. Mình có 17 cái nhà nữa. Đế này gom cái nhà như trên hình nha. Cẩm thạch binh bát. Mã số 5. Cái này em xin giao lưu cái nhà mình là 330k cái nhà mình đó. 330. Cho em cẩm thạch binh bát này ha. Hoa màu hồng rất là đẹp. Đó. Mã số 5 ạ. Tê số 6 lên mấy cây hoàng kim đi. Số 6 cả nhà. Cái này là hoàng kim sữa ha. Một màu luôn. Tên là tông cao cả nhà mình. Cao là 1m2 ạ. Ngang đây là 80 hơn. Cao 1m2 ngang 80 hơn. Mình cổ đây 22 hơn luôn cái nhầm đó. Đó, tông mình đế cao ha. Mã số 6 nha, cẩm gì hoàng kim sữa. Cái này xin giao lưu cái nhà mình là 550 cái nhà mình đó. Cái đế khá là đẹp nè. Cái 550k cái nhà. Cho mã số 6 ha. Cái mã số 7. Đâu ui nặng. Một màu cái nhà, cam lửa ha. Cao này là 1m ạ. Ngang là 60. Đặt nha cả nhà.
Mình cổ nó 23 cái nhầm nè, à, để gồm một khúc luôn ha. Rồi, cây mã số 7, cây này xin giao lưu cái nhà mình là 550k cái nhà mình đây. 550. Cho mã số 7 cam lửa ạ. Mã số 7 cam lửa nha, 550. Cây mã số 8 lấy cây đỏ rực rỡ này cái. Quang nặng kim đỏ. Mã số 8 mà nhận. Cây đang bông rực rỡ luôn nha bà con. Hoa đẹp, lá cũng rất là đẹp. Quang kim đỏ ha. Cao là 1m2 luôn cái nhà thôi. M2 hơn luôn ha. Ngang là 90. Cao M2 ngang 90 cái nhà. Mình cổ đây là 26 ạ. Đế này gom lực dưới ha. Mã số 8. Rồi cái này xin giao lưu cái nhà mình là 750k cái nhà mình đó. 750 cho em hoàng kim đỏ. Mã số 8 ạ. À, bông như trên hình nha cả nhà. Bông rực rỡ. Màu rất là sáng luôn. Cái mã số 9 hoàng kim nhiều màu nè. Mấy cái cục này nặng, đế bự bự không. Đó. Cái này đế to quái. Cao đây cũng 1m2 cái nhầm nè. Ngang đây nó thì nó 90. Còn cổ đây 26 cái nhầm nè. À, mã số 9 ha, hoàng kim bao nhiêu màu không tính ha. Kim vàng ha. Kim sữa ha. Hai, đỏ. Đỏ. Kim ba, tím. Tím nha cả nhà. 4. 4 màu hoàng kim. Mã số 9 nè. Đỏ, sữa, vàng, tím nha. 4 màu hoàng kim. Cái này xin giao lưu cái nhà mình là 800k cái nhà mình đây. Cho cục đế như trên hình luôn nghe nha. 800k dây hoàng kim 4 màu. Mã số 9 nè. Dạ có cái mã số 10 luôn cả nhà mình nè. Cũng hoàng kim nhiều màu nữa nè. Cao đây thì 1m1 ạ. Ngang vậy thì 80. Mốt ngang 80. Mình có vị trí là 21 cái nhà mình đó. Đế này gom lực ha. Hoàng kim nhiều màu đó nha. Cam ha. Cam. Gì? À. Như đỏ. Rồi. Đỏ bằng cam. Sữa. Rồi. Tím. Tím. Đỏ, cam, sữa, tím, 4 màu cả nhà. Hoàng kim 4 màu. Mã số 10. À, cái này xin giao lưu cái nhà mình là 850 cái nhà mình. 850k ha. Em hoàng kim 4 màu. Tàn tược đang búp bông vậy nha cả nhà. Mã số 10 ạ. À. Góc lực luôn nha cả nhà. Tiếp mã 11. 1 màu cả nhà mình đây. Này một màu tím tiết nha. Cao là 69. Ngang 53. Quần cổ là 14 cái nhà mà. 1,5 quán quán nha. Mã 11 cái nhà. Dạ, cái tím tiết xin giao lưu cái nhà mình 280k cái nhà mình đó. 280. Một màu tím tiết nha. Rồi. Rồi, mã số 11 ạ. Tên 12. Đỏ lửa. Một màu đỏ lửa cả nha. Cao là 80. Ngang là 48. Quanh cổ 12 cái nhà mình đây. Đỏ lửa mã số 12. Rồi, cái này xin giao lưu cái nhà mình 260k cái nhà mình đây. Cho em đỏ lửa ha. Mã 12 ạ. Tới mã 13. Tiểu Ấn Độ đó màu. Này tiểu Ấn Độ đó nha, 13. Cao tới đầu là 90. Ngang đeo đây nó 40.
Quanh cổ là 16 cả nhà mình ơi. Tiểu không độ ha. Rồi, cái này xin lưu cả nhà mình là 300k cả nhà mình ơi. Cho em tiểu Ấn Độ mã số 13 ha. Đó, cái mã 14. Một màu cả nhà. Mô đu in ha. Này thì chưa có hoa, mới búp à. Dòng mô đu in cả nhà. Cao là 85. Ngang đây thì 38. Quanh cổ 16 rưỡi gần 17 nhà mình ơi. Mã 14 ha. Mologin này xin lưu cái nhà mình là 300k luôn cái nhà mình ơi. Đây Mologin này ha. Mã 14 ạ. Cái mã 15. Đây. Một màu vàng. Đây, một màu vàng lửa cả nhà. Siêu bông cao là 60, ngang tính đặt là 60 đi. Mình cổ đây 14 cái nhà mình ơi. À, có bị còn một bo duy nhất cái nhà, rớt hai bo này ha. Mã 15 ạ. À. Cái này xin lưu cái nhà mình là 260k cái nhà mình đây. Trong em màu vàng lửa mã 15 ha. Tới mã 16. Dòng này Mologin cái nhà mình đây. Cao là 90. Ngang là 45. Quỳnh cổ đây 17 rưỡi cái nhà mình đây. Mã 16. Mologin em xin lưu cái nhà mình 300k cái nhà mình đây. 300k. Cho em Mologin này ha. Cái này rất là sung. Đó, mã 16 ạ. Mã 17. Milo đột biến. À, dòng Milo. Cẩm thạch Milo cả nhà. Biến ra thành hồng luôn ha. À, thành hồng cẩm thạch luôn. Suối hồng. Thành cái suối hồng luôn. Cao đây là 87 ạ. À. Ngang nó 56 ạ, à. Ở 58. Mình có 16 rưỡi cái nhà này. Ừ. Mã 17 ha. Cái này cũng siêu bông. Cái dòng này thì siêu bông cả nhà. Rồi cái này xin giao lưu cả nhà mình là 280k cả nhà mình. Cho em suối hồng ha. Mã 17. Lên mã 18. Tím tuyết. Một dòng tím tiết cái nhà mình đây. Cao 60. Ngang 56 ạ. À. Cục thù lù ra. Vành cổ là 20 cái nhà mình đây. Mã 18. Tím tiết xin lưu cái nhà mình là 280k cái nhà mình đây. Cho em tím tiết này ha. Mã 18 ạ. À. Lên mã 19 kìa, mã chót này cả nhà. Dưa hấu ha. Dưa hấu đỏ. 19, nhưng mà chót rồi, dưa hấu đỏ. Cao nó 70. Ngang nó 40. Quỳnh cổ nó 13 cả nhà mình đó. Đó. Rồi. Cái này xin lưu cả nhà mình 260k cả nhà mình đó. 260k. Cho em mã 19, mã chót dưa hấu đỏ cả nhà. Rồi đây kết thúc video. Nhà vườn Văn Giang chân thành cảm ơn nhà đã xem hết video. Nhà hợp nhãn alo số điện thoại của em là 0795428752 nha. Rồi chào cả nhà. Mình chào Văn Giang, mình chào bà con nha. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Hy vọng bà con mình hợp nhãn và chú ủng hộ nha. Bye bye bà con. Hẹn lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.